Ở một đô thị lớn như Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì chuyện uống cà phê cũng là muôn màu muôn vẻ. Ngoài những quán cà phê truyền thống từ trước đến nay, người Sài Gòn còn có thói quen thưởng thức cà phê hết sức độc đáo. Trước hết, phải nói đến cà phê chạy, một kiểu uống cà phê không quá xa lạ với người dân đô thị này. Người bán, người thưởng thức ngồi ngay trên vỉa hè, bàn là một cục gạch, ghế là những chiếc thùng xốp. Ngồi bên vỉa hè nhấm nháp ly cà phê, nhìn dòng xe cộ qua lại vào buổi sáng, quả cũng có cái thú vị riêng của nó. Nhưng khi các lực lượng chức năng như công an, thanh tra xây dựng hay trật tự đến, thì cả khách lẫn chủ lập tức chạy, người lo dọn bàn, người thì cầm ly đứng chờ cho nhà chức trách đi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quá xa bên đường Sài Gòn. Một trong những loại hình cà phê hiện nay đang được nhiều người, nhất là những bạn trẻ ở Sài Gòn yêu thích, đó là cà phê bệt. Khu vực công viên 30 tháng 4, nơi dành cho những quán cà phê loại này. Trước đây, người ta thường thấy một chiếc ô tô loại 12 chỗ cũ kỹ được độ lại thành một quán cà phê di động. Ở đây, tất cả các loại thức uống bình dân đều có cả, chỉ trừ một thứ, đó là ghế. Người uống cà phê ngồi trên ghế đá công viên hay ngồi bệt trên vỉa hè để thưởng thức cà phê. Rất nhiều bạn trẻ Sài Thành chọn nơi này làm chỗ gặp gỡ, trò chuyện. Còn gì thú vị cho bằng trong một không gian thoáng đãng giữa trung tâm thành phố, được chuyện trò hàn huyên cùng bạn bè, nhấm nháp ly cà phê. Nơi đây là nơi bọn tôi vẫn nhớ như là mới hôm qua. Ngồi cà phê nơi công viên quán xa bên đường có đâu xa. Thế nhưng, cà phê bệt cũng có số phận gần giống với cà phê chạy. Trong thời gian gần đây, nhiều người Sài Gòn lại thấy xuất hiện những xe cà phê di động mà mọi người thường gọi đùa là cà phê alo. Chỉ cần cầm điện thoại lên, dù ở bất cứ đâu trong thành phố này, chúng ta có thể dễ dàng gọi cho mình một ly cà phê với giá cả khá mềm. Cà phê di động thích hợp cho những người có ít thời gian nhàn rỗi, nhân viên văn phòng, phù hợp với nhịp sống bận rộn của một thành phố công nghiệp. Sài Gòn, một thành phố mang trên mình một bề dày văn hóa hết sức độc đáo. Chỉ qua cách uống cà phê thôi, người Sài Gòn cũng cho chúng ta thấy được nét riêng của mình, không lẫn vào đâu được.